Rồi, ok mọi người, thì clip này sẽ là cập nhật nhanh tình hình của bé Gọng Vó. Hôm bữa là mình có quay một cái clip chị cái bệnh mà nhện đỏ của cây. Đây là mấy cái lá cũ nè mọi người thấy không? Vẫn còn nha, nhưng mà nó đã héo đi một phần rồi, và hôm nay nó bắt đầu nó lên lá mới nè. Hay chất lượng cho mọi người. À, vậy là cái con nhện đỏ đã bị diệt trừ nên cây nó khỏe lại hết rồi nha. Rồi ok, cập nhật nhanh như thế thôi. Vậy là suy ra là cái cách mà mình sử dụng cái thuốc cái gì, cái niêm gì á, cái tinh dầu niêm là rất là hiệu quả trong việc mà trị mấy cái con nhện đỏ nha. Thì nhện đỏ thì nó sẽ ghé thăm bất kỳ lúc nào mà chúng ta không ngờ đến, vì cái cây này mình nhét nó trong kẹt này, nên thành ra là mình không biết nó bệnh luôn. Tới lúc mà mình thấy nó, ủa sao hôm nay nó khựng khựng, cái lá nó cháy giống như này nè, cái rồi mình lôi cái là rồi phát hiện ảnh bị nhện đỏ. Nên nếu như mà được thì các bạn nên đi sắm một cái lọ thuốc mà có cái hoạt chất niêm aoi, hay còn gọi là tinh dầu niêm á, để mà các bạn dự phòng trước ở nhà nha. Rồi ok, clip cập nhật nhanh như thế thôi. Và nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để mình có động lực làm video mới nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Bye bye.